Welcome to VNU IX TV. This is our 8th TV edition in English, and I am Hồng Liên. October came along with many significant events. International school embarks a new academic year with a cheerful and feverish spirit. We are also excited to welcome a new generation of students to the great VNU IX family. Now let's look back at the most memorable moments of VNU IX staff, lecturers, and students over the past month. On October the 15th, the VNU IX organized the opening ceremony of the 2020-2021 academic year. In the new academic year, VNU IX will be tasked with a significant mission to develop in an international college under the governance of VNU. In addition, VNU IX will focus on creating a unique international environment, implementing extensive solutions for teaching innovation, actively contributing to research and technology transfer activities with scientists and research groups in varied fields, as well as constructing new facilities of the International University on an area of 9.22 hectares in Hoa La. We will find new interests, new friends, new relationships, all of which will enrich your life. On October the 19th, VNU IX and the Vietnam-Russia Friendship Association of VNU co-organized the international seminar, 70 Years of Vietnam-Russia Cooperation on Education in Science. The seminar was held on the 10th anniversary of the Russian Center at VNU towards the 70th anniversary of diplomatic relations between Vietnam and the Russian Federation. The seminar attracted the participation of scientists, Russian linguists in Vietnam and abroad, especially people with great affection for the country, people, and culture of Russia. There were over 60 scientific reports which registered for the seminar, containing new findings and research outcomes of 150 domestic and foreign authors. The Ministry of Construction has officially approved the construction plan of the International University with a scale of 1/500 under the construction project of Vietnam National University Hanoi in Hoa La. International University is situated on an area of 92,250 square meters and capable of accommodating up to 6,000 students by 2030. The university will consist of office buildings, study area, multi-purpose gathering hall, service area, sport facilities and parking lot. The design of International University combines modern architecture concepts and the lecture halls give an impression of gentleness, elegance and harmony. Its characteristics can be narrated in three words: open, smart, clean. At the beginning of October, VNU IX officially announced the 2020 admissions course for 5 VNU degree programs and 2 dual degree programs between Vietnam National University Hanoi and foreign partner universities. This year, the benchmark ranges from 17 to 23.25, increased by 1.75 to 4 points compared to 2019, and 3 to 6.25 points compared to minimum admission score regulated by the Ministry of Education and Training of Vietnam. This is the highest admission scores announced by VNU IX in the last 5 years. During October 26-27, VNU IX organized the thesis defense section for the 2018-2020 cohort Masters of International Finance, Banking and Insurance program. Despite the situation caused by COVID-19 pandemic, VNU IX allows no disruption for its student study plan. There were 12 eligible students to participate in the thesis defense section conducted via an online platform.
The examination board consists of Vietnam lecturers as well as foreign lecturers participating from France. Each thesis is supervised by one lecturer to instruct students in their research project. After completing the project, students will defend their thesis under the examination board's regulation. During October 9 to 10, VNUIS organized the 2020 Enrollment Day for K-19 freshmen. All preparation was meticulously planned out beforehand to ensure that candidates and family members could complete the admission procedure swiftly and conveniently. On top of that, VNUIS awarded 15 laptops to the most outstanding freshmen of the following bachelor's programs: Management Information System, Informatics and Computer Engineering, as well as Business Analytics programs. During October 12 to 14, VNUIS organized the iStatCam 2020 for K-19 freshmen. iStatCam 2020 is integrated with creative activities suitable for young teenagers who are active, confident, and enthusiastic. The freshmen are trained to visualize their university life, how to best utilize the advantages they have to develop themselves and get prepared for their future career. The Second National Anthem Singing Festival of International Students 2020 is an event co-organized by VNU International Francophone Institute, Francophone International Organization, and the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam. There were 13 performances in this year's festival, representing 11 countries across the world. The event offers an opportunity for international students residing in Vietnam to demonstrate their patriotism, pride, and affection for their country through vibrant melodies of the national anthem. Members of VNUIS International Student Club ISC and iShuffle Music Club, with the performance of National Anthem of South Korea, successfully won the Impression Award at the Singing Festival. In an attempt to join hands with the community to support Central Vietnam in the fight against recent severe storms and floods, VNUIS Trade Union and Youth Union have launched a donation campaign and acquired over 30 million Vietnam dong after just 2 days of implementation, October 21st and 22nd. With the aim to rebuild a school for students in Central Vietnam immediately after the disaster, by acting together with other VNU-affiliated members, VNUIS Youth Union continues to promote the donation campaign to get support from its community, following the tradition of Vietnamese people who always tend to their countrymen when they are in need of help. Apart from that, the Youth Union also put off all festivals and welcoming programs for K-19 freshmen to focus on supporting Central Vietnam. It also launched a learning and research campaign to assert the role of young teenagers nowadays. Nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế có ý nghĩa quan trọng không chỉ với cá nhân nhà nghiên cứu mà còn là tiêu chí để đánh giá xếp hạng một trường đại học. Và để trao đổi về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi mời đến đây một nhà nghiên cứu uy tín, người đã có nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Quang Tuyến, chuyên gia giảng viên bộ môn khoa học xã hội, kinh tế và quản lý. Xin chào Hồng Liên và quý vị khán giả. Xin cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia VNUIS TV số 8. Và câu hỏi đầu tiên xin được đặt đến với thầy, đó là theo thầy, việc nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của một trường đại học ạ? Vâng. Chúng ta đã biết là đối với một cơ sở đào tạo đại học, đặc biệt là các cơ sở mang cái định hướng nghiên cứu, thì hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế nó là một trong ba hoạt động chính bên cạnh hoạt động đào tạo, giảng dạy và tư vấn chuyển giao công nghệ. Bản thân của cái hoạt động nghiên cứu nếu chỉ dừng lại thì chưa đủ, và chúng ta còn phải công bố kết quả nghiên cứu của chúng ta. Một đề tài nghiên cứu nếu chỉ dừng lại nghiệm thu thì chưa đủ, mà chúng ta phải công bố các cái kết quả của nó dưới các dạng sản phẩm như là gì, tạp chí quốc tế uy tín, ở các cuốn sách của những nhà xuất bản uy tín và các cái kỷ hiệu hội thảo uy tín. Như vậy, thông qua cái việc chúng ta gửi bài xuất bản phản biện thì bản thân cái nhà nghiên cứu ấy sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực từ cộng đồng chuyên môn quốc tế, và cái sự phản biện mang tính khách quan, thường là phản biện kín, và cái tỷ lệ phản hồi, cái tỷ lệ chấp nhận
Ở đây tôi nói tạp chí nó rất nghiêm ngặt, thành thử ra một cái nghiên cứu phải qua những cái vòng bình duyệt rất chặt chẽ, rất nghiêm ngặt thì mới được đăng tải với những công trình tốt nhất có thể. Và bản thân người nghiên cứu thông qua quá trình gửi bài, sửa bài thì tự hoàn thiện được bản thân mình. Công bố quốc tế không phải là cái đích cuối cùng, nhưng thông qua công bố quốc tế thì nó giúp cho nhà nghiên cứu nâng cao năng lực. Nâng cao năng lực nghiên cứu thì nó được truyền dẫn qua hoạt động đào tạo dạy, đặc biệt đối với bậc sau đại học và cũng như đào tạo đại học nói chung. Chính vì vậy nên hoạt động nghiên cứu và công bố thì nó phải đi cùng với nhau. Nghiên cứu thì phải có công bố và công bố quốc tế. Và nó có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân nhà nghiên cứu. Thông qua đó họ được thừa nhận và công nhận. Và đối với cơ sở đào tạo, đối với khoa trường, khi có nhiều số lượng cũng như chất lượng công bố quốc tế sẽ được thừa nhận và ghi nhận. Thì đấy là cái đích cuối cùng của cái việc chúng ta có nhiều sản phẩm công bố quốc tế, có nhiều giảng viên, có nhiều nhà nghiên cứu với số lượng và chất lượng ngày càng tốt hơn. Cái ý nghĩa đầu tiên mà tôi muốn nói đến cái tầm quan trọng của công bố quốc tế. Chính vì vậy nên rất nhiều trường đại học trên thế giới, đặc biệt là gần đây trong khu vực, thì chúng ta thấy là có nhiều chính sách quan tâm hơn cho công bố quốc tế, và đặc biệt ở Việt Nam cũng vậy. Trong những năm gần đây thì có nhiều chính sách, có nhiều nguồn lực hơn, có nhiều chính sách khuyến khích để cho các trường đại học, đặc biệt các cơ sở đại học mang đến nghiên cứu ấy, ngày càng có nhiều cái công bố quốc tế có chất lượng tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn thầy. Chúng ta đều biết là công bố quốc tế thì có ý nghĩa rất là quan trọng. Vậy thì theo thầy, các nhà quản lý nên làm gì để có thể đẩy mạnh được cái hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế ở trong các trường đại học ạ? Vâng, thì theo tôi trước hết thì nhà quản lý phải có nhận thức được tầm quan trọng của công bố quốc tế. Phải nhận thức được, và từ nhận thức được thì sẽ có những cái chính sách, chương trình hành động cụ thể. Và coi trọng nó như một trong những trụ cột quan trọng của cơ sở đào tạo đại học, đặc biệt đối với những cơ sở mang đến nghiên cứu giống như đại học quốc gia của chúng ta. Khi có nhận thức tốt, có chính sách tốt thì có cái sự phân bổ nguồn lực. Nguồn lực đây tôi nói về thời gian, nguồn lực về các cái điều kiện cho nghiên cứu, nguồn lực về tài chính. Và phân bổ tốt, phù hợp với năng lực của từng cá nhân, phù hợp với từng đơn vị tổ chức. Và đặc biệt thì cái môi trường cho nghiên cứu nó yêu cầu cái sự tự do. Tự do ở đây là tự do trong cái việc tự do học thuật. Tuy nhiên người nghiên cứu ấy, trong sự tự do nhưng có những cái chỉ tiêu đánh giá, thì rõ ràng là các hoạt động tự do để sáng tạo, nhưng cái đích cuối cùng là anh phải ra được sản phẩm nghiên cứu có chất lượng tốt hơn. Cộng với không gian tự do, cộng với chính sách phù hợp, nguồn lực phù hợp, thì tôi nghĩ rằng đấy là những chính sách cần thiết mà mọi cơ sở giáo dục đại học để nghiên cứu cần có, để đặc biệt ở phía bên quản lý, để giúp cho cái cơ sở đấy có được nhiều số lượng và chất lượng công bố tốt hơn. Xin cảm ơn thầy. Được biết thầy là một nhà khoa học có rất là nhiều kinh nghiệm, không chỉ là trong nghiên cứu mà là trong cái việc truyền thông cho các cái sản phẩm khoa học của mình. Vậy thì là để truyền thông những cái kết quả nghiên cứu của mình đến với công chúng, thì thầy có thể chia sẻ một số những kinh nghiệm cho các nhà khoa học trẻ của khoa quốc tế được không ạ? Vâng. Chúng tôi làm cái việc này nó rất tự nhiên. Tức là cách đây vài năm thì chúng tôi có làm một cái nghiên cứu, có một số đồng nghiệp bên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính. Thế thì chúng tôi thấy rằng là cái phát hiện nghiên cứu ở đăng ở một tạp chí khoa học tốt, nhưng mà chúng ta truyền thông cho đến độc giả, khán giả, lãnh nhà quản lý và độc giả nói chung ấy, thì chúng ta tìm một cái ngôn ngữ phổ thông, một cái cách thức như nào đó mà truyền tải dễ hiểu nhất, nó có hàm lượng khoa học. Thế thì chúng tôi mới đầu tiên làm, chúng tôi làm qua cái tạp chí Tia Sáng của Bộ Khoa Công nghệ. Và qua cái lần đầu tiên trên một cái tờ tạp chí đấy thì chúng tôi thấy rằng là được báo Dân Trí dẫn lại. Và rất nhiều người quan tâm, thì tôi mới thấy rằng đây là một cách rất hay để cho cái nghiên cứu khoa học của mình không chỉ là ở trên tạp chí tiếng Anh, giới hạn một số độc giả là thuần quý dân học thuật đọc, mà có thể rất nhiều rộng rãi đọc. Và tiếp sau đó thì đề tài nhóm A của Đại học Quốc gia, chúng tôi nghiên cứu về tác động của chất lượng thể chế đối tham nhũng. Thì chúng tôi cũng được tạp chí Tia Sáng cùng viết tin một cách rất là dễ hiểu, gần gũi với độc giả để mọi người có thể đọc được. Và sau này các nghiên cứu chúng tôi tiếp theo thì cũng được đăng tải những tờ tạp chí mà nó mang tính truyền tin như tạp chí Tia Sáng, tờ Khoa Phát Triển của Bộ Khoa Công nghệ, và sau đó thì tờ Thanh Niên, tờ Tiền Phong, Dân Trí dẫn lại. Và chúng tôi thấy là thông qua cái việc truyền thông như vậy thì nhóm chúng tôi được biết nhiều hơn và được hợp tác nhiều hơn. Ví dụ là Oxfam người ta có gọi điện và xin chúng tôi nghiên cứu và nhờ chúng tôi có cái input đấy trong cái báo cáo về bất bình đẳng thế giới. Và thông qua như vậy thì bản thân cái nhà nghiên cứu ấy, như tôi vừa nói, được thừa nhận, được ghi danh vào một kênh khác là kênh truyền thông rộng rãi hơn đối với nhà quản lý, đối với độc giả phổ thông nói chung. Thì tôi nghĩ cách đấy là rất là hay và tôi nghĩ là nên làm. Nó vừa khích lệ cái nhà nghiên cứu được kết quả của mình rộng rãi, nhiều người biết, và thông qua đó có thể cũng nhận được những phản hồi tích cực hơn. Vâng.
Xin cảm ơn thầy rất nhiều vì những chia sẻ hết sức là bổ ích, và xin cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Hồng Liên và quý vị khán giả đã lắng nghe. This is the end of the 8th edition of VNUIS TV. See you in the 9th edition in November. If you have any comments or suggestions, please send them to truyenthong@isvnu.vn. Thank you.